Đoàn công tác của tỉnh do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Tiến Dũng làm trưởng đoàn, sáng nay đã có buổi làm việc với huyện Thống Nhất về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác đầu tư và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm, những đề xuất kiến nghị của huyện trong giải quyết những vấn đề đặt ra để huyện Thống Nhất có điều kiện hòa nhập với bước phát triển chung của tỉnh. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở ngành liên quan. Tại buổi làm việc, đoàn lắng nghe lãnh đạo huyện báo cáo tiến độ thực hiện kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại thông báo kết luận 12268 ngày 13 tháng 12 năm 2020, trong đó có việc xin bổ sung kinh phí cho những nhiệm vụ phát sinh ngoài dự toán năm 2020, tiến độ triển khai hồ chứa nước Gia Đức, dự án cụm công nghiệp Hưng Lộc, cụm công nghiệp Quang Trung, dự án khu dịch vụ thương mại Logistics và khu dân cư tái định cư xã Lộ 25, việc thực hiện chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng hạ tầng khu dân cư dọc hai bên quốc lộ 20. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, trong điều kiện chung nhiều khó khăn nhưng kinh tế trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển ổn định. Tính đến tháng 6, giải ngân vốn ngân sách tỉnh đạt 44% và vốn ngân sách huyện đạt 34,5%. Về chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện có một xã đăng ký xã nông thôn mới kiểu mẫu, một xã nông thôn mới nâng cao và 3 khu dân cư kiểu mẫu. Nhờ tập trung chỉ đạo từ đầu năm đến kết quả xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt. Thu ngân sách trên 1.200 tỷ, vượt 5,8 lần so với dự toán được giao. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 70 triệu đồng một người một năm. Vấn đề đặt ra là việc triển khai các dự án khu cụm công nghiệp, các khu dân cư đô thị theo quy hoạch triển khai chậm do vướng mắc trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng. Tại buổi làm việc, huyện Thống Nhất kiến nghị với đoàn 20 nội dung, trong đó có việc hỗ trợ cho địa phương mở rộng diện tích các khu công nghiệp Dầu Dây, Long Khánh, cũng như mời gọi thu hút đầu tư vào khu công nghiệp Gia Kiệm. Lãnh đạo các sở ngành quan tâm hỗ trợ địa phương về hồ sơ thủ tục để đẩy nhanh tiến độ triển khai các cụm công nghiệp Lộc Hưng, Quang Trung và các công trình dự án mà huyện có kế hoạch triển khai trên địa bàn. Sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo các sở ngành, kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Tiến Dũng đánh giá cao nỗ lực của huyện Thống Nhất trong việc thực hiện những nội dung trong kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khi làm việc với huyện cách đây gần 2 năm, cũng như trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn 6 tháng đầu năm. Chủ tịch đặc biệt nhấn mạnh đến những tiềm năng, lợi thế của huyện Thống Nhất khi địa phương trở thành đầu mối giao thông quan trọng không chỉ của tỉnh mà còn của cả quốc gia. Bên cạnh đó, huyện có quỹ đất công dồi dào, thị trấn Dầu Dây được quy hoạch xây dựng mới hầu như hoàn toàn. Đây là cơ hội để huyện Thống Nhất quy hoạch xây dựng một khu đô thị văn minh hiện đại xứng tầm. Liên quan đến các công trình dự án, trong đó có 22 dự án giao thông mà huyện đề xuất đầu tư để kết nối mạng lưới giao thông của huyện với hệ thống giao thông chung của tỉnh và của quốc gia. Chủ tịch cho rằng đây là những dự án cần thiết phải đầu tư. Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư tương đối lớn, vì vậy địa phương phải xác định thứ tự ưu tiên với phân kỳ đầu tư phù hợp. Quá trình triển khai các dự án giao thông phải gắn với khai thác nguồn lực đất đai để triển khai thực hiện các dự án dân cư, đô thị, các công trình phúc lợi công cộng theo quy hoạch để đảm bảo quá trình phát triển nhanh, bền vững của địa phương, đóng góp vào quá trình phát triển chung của tỉnh.